À, dạ cho Nhân thông báo một chút xíu với cái lớp Úc Châu nha. Nhân và anh Kiên và ban tổ chức dự định tháng 11 sẽ tham gia cái lớp học internship với lại sư Toại Khanh tại Thụy Sĩ. Quý vị ở Úc muốn tham dự thì cho Nhân và anh Kiên biết để Nhân và anh Kiên kịp đăng ký với sư và cái nơi ở tại Thụy Sĩ cho quý vị. Tháng 11 thì mùa đông ở Thụy Sĩ nha quý vị. Còn quý vị nào ở bên Việt Nam muốn đi á thì Nhân cũng cho biết thông tin là cái mình gặp nhau tại Singapore và từ Singapore sẽ bay đi châu Âu. Nếu quý vị nào muốn đi châu Âu một mười mười mấy bữa để tham dự khóa đó thì quý vị cho Nhân biết. Nhân sẽ hướng dẫn cho quý vị. Còn ở Úc Châu thì ở Brisbane thì liên lạc hay là Melbourne, Brisbane thì liên lạc với Nhân. Ở Sydney thì quý vị có thể liên lạc với anh Kiên. Thì Nhân thông báo như vậy. Cái này là dự định ha. Có sự thay đổi gì thì Nhân sẽ cho quý vị biết. Thì hiện tại thì Nhân đã kết nối được với các anh chị bên Thụy Sĩ đó. Thì các anh chị cũng có muốn là cho lớp Úc Châu tham dự vào cái tháng 11. Quý vị muốn đi á thì quý vị cho Nhân biết nha quý vị. Nhân cảm ơn tất cả mọi người nhiều. Chúng con xin chào sư ạ. Kính chào sư. Hôm nay chúng ta học tiếp cái bài kinh Uda Di. Kỳ trước mình học về cái bài bài kinh Vụng Thuyết. Không, bài kinh Sợ Hãi chứ, bài kinh Sợ Hãi. Còn bữa nay đó là mình học cái bài kinh Uda Di. Ở trong Tăng Chi bộ kinh phần ba phẩm ba pháp á, Đức Phật ngài dạy rằng trên đời này có những cái hạng người rất là khó tìm. Cái thứ nhất á, là Đức Phật chánh đẳng chánh giác, sự ra đời của ngài rất là hiếm. Và từ cái chỗ mà hiếm hoi đó đó dẫn đến cái hiếm hoi thứ hai nữa, đó là cái người mà có thể thuyết giảng cái giáo pháp của Đức Như Lai. Rồi cái điều thứ ba nữa là cái sự có mặt của cái người biết tri ân, cái này là một dịp nào đó chúng ta sẽ nói. Cái người có tánh tri ân rất là hiếm, hiếm lắm, hiếm vô cùng hiếm. Kể cả trường hợp mà mình hiếu thảo với cha mẹ đó, cái người con mà có hiếu thảo với cha mẹ đó thì mình có thể gọi đó là tri ân, nhưng mà thật ra là do cái ái luyến, nhiều hơn là cái lòng tri ân. Khi nhắc thì ai cũng nói được tôi nhớ ơn cha ơn mẹ, nhưng thật ra là cái ái nhiều hơn. Và ngoại trừ ra là cha mẹ thì rất là hiếm có đối tượng nào mà họ tốt như mình mà sau đó mình chịu nhớ lắm, và họ có ơn gì đi nữa thì sau đó mình rất dễ quên. Cho nên đây là ba hạng người rất là khó tìm. Thì trong cái bài kinh này nè, tôi nhắc lại bài kinh đó, bài kinh Uda Di này, tôi nhắc lại là cái hạng người mà có thể thuyết giảng giáo pháp của Đức Như Lai là rất khó tìm, là với lý do đơn giản thôi, là bởi vì Đức Như Lai hiếm khi mà ra đời thì cái người mà nghe được giáo pháp đó mà có thể hoan hỷ hiểu được thì cũng hiếm. Không, vì Đức Như Lai lâu lâu ra đời mà mới có được cái hạng người mà nghe được pháp của ngài chứ, mà hiểu được mà có thể trình bày lại đó thì lại là càng hiếm nữa. Bởi vì chúng ta thấy rằng có rất là nhiều vị, có rất nhiều tăng ni Phật tử cũng muốn thuyết pháp, nhưng mà một là khả năng không cho phép, hai là họ có thể là người rất là giỏi nhưng mà cái khả năng mà trao truyền thuyết giảng trình bày đó thì mỗi người mỗi khác. Cho nên chốt lại đó thì cái người có khả năng mà thuyết giảng trình bày giáo pháp của Đức Như Lai một cách đúng mức thì rất là khó tìm, mà nói cho tới nơi tới chốn là cái pháp sư mà đúng mức là chỉ có thánh nhân thôi.
Thì trong cái bài kinh hôm nay chúng ta học là kinh Udayi đó, thì trong bài kinh này Đức Phật dạy cho ngài Đang ấy, là một cái vị mà gọi là pháp sư là đúng nghĩa đó, không? Một người có cái tư cách, có cái thẩm quyền mà để làm cái việc gọi là thuyết giảng đó. Là tối thiểu nha, tối thiểu là phải hội đủ 5 cái điều kiện này. Tại sao tôi lại nói là tối thiểu? Là bởi vì có rất nhiều và rất nhiều những bài kinh mà ngài xác định rằng cái người mà có cái tư cách, có cái thẩm quyền nhất trong cái diện thuyết giảng chánh pháp chính là cái người mà đã thực chứng chánh pháp, cái người có giới, có định, có tuệ và có giải thoát. Rất nhiều bài kinh ngài xác định chuyện đó. Nhưng mà ngài cũng thấy rằng không phải lúc nào một vị pháp sư cũng là thánh nhân hết, cho nên tối thiểu là dầu là phàm phu là đứng ra thuyết giảng thì cũng phải tâm niệm 5 cái điều kiện mà ngài thuyết giảng trong bài kinh này nè. Ngài dạy là phải tâm niệm 5 điều kiện đó thì mới có thể xem là những điều kiện tối thiểu để làm cái chuyện gọi là thuyết pháp. 5 điều kiện gọi là cần và đủ để thuyết pháp. Cái thứ nhất là vị pháp sư đó phải tâm niệm rằng vì pháp thoại mình trình bày cái nội dung nó phải có cái thứ lớp, có cái thứ lớp, chứ không phải là thuyết giảng tùy hứng, tức là mình thích nói gì mình nói rồi thính chúng đó họ không có tìm ra được một cái chỗ nối kết nào hết thì không được, phải nói cho có thứ lớp. Cái nào cần nói trước thì nói trước, cái nào phải nói sau thì nói sau. Thì cái đó là nó mới có thể đem lại cái lợi ích cho cái người nghe, họ dễ dàng ghi nhận, dễ dàng ghi nhớ, dễ dàng kết nối, dễ dàng hệ thống hóa lại cái nội dung. Cái nào cần trước thì trước, cái nào cần sau thì sau. Cái này rất là quan trọng, nghĩa là bởi vì chúng ta thấy cái căn cơ chúng sinh thì đồng ý là mỗi người mỗi khác, nhưng mà tất cả chúng sinh ở trong đời nó cũng đều có một điểm giống nhau ở điểm, có nghĩa là cái gì gì cũng phải từ thấp lên cao. Như trong tăng chi mà cái pháp môn cái phần tám pháp Đức Phật ngày dạy về tám cái điều đặc biệt của biển cả đó, cái điều đầu tiên đó, nghĩa là bờ biển thường thường là nó lại ở trong bờ đó, đi ra ngoài khơi nó, cái bờ cát nó sâu dần cái nó hiếm khi mà nó đột ngột giống như bờ sông, bờ suối, bờ hồ lắm. Ở đây chúng tôi thỉnh thoảng cũng có đi hồ, chúng tôi có biết cái chuyện đó, tức là nó có những cái bờ hồ mà từ ở trong bờ đi ra nó phải qua một cái bãi đá, cái đá cuội cũng xa vài chục mét rồi bắt đầu nó sâu dần, có nhưng mà nó có những cái chỗ mà từ trong bờ đi ra nó chỉ có non một mét thôi, đó là mấy nhất là đặc biệt mấy cái vách đá. Nó đi ra là nó chỉ non một mét thôi là nó có thể sâu cả chục mét. Thì cái chung quanh chúng tôi nó có rất là nhiều hồ, đặc biệt có hai cái hồ lớn, Inter là sự kết nối, mà Lakin nó là hồ từ bên đây, Interlaken đọc từ tiếng Mỹ Interlaken, mà bên đây đọc là Interlaken, tức là liên hồ, một cái hồ Thun và một cái hồ Brien. Hy vọng là cuối năm bà con mình Úc qua, bà con có dịp đi sát bên chúng tôi đang giảng, chúng tôi nhìn thấy. Thì cái hồ Brien là nó sâu, cái chỗ sâu nhất của nó là 260 mét, còn cái hồ Thun là cái nó cạn hơn, 210 thôi, chứ 210 thôi chỗ sâu nhất, còn cái hồ Brien thì nó 260 mét, và cái chỗ nó sâu hẳm ấy, cho nên đi hồ rất là nguy hiểm, đặc biệt là không biết lội. Mình tưởng mình ở trong bờ, thật ra nó là từ ở trong bờ, từ trong cái vách, đặc biệt là bờ mà có vách đá đó, trong vách đá non mét là mấy chục mét, nhìn nó xanh biếc, xanh thẫm vậy. Thì cái pháp thoại trang như vậy đó, pháp thoại trang như vậy, tức là có mình không thể nào thuyết giảng theo cái kiểu mà thình lình như vậy được hết, làm cho thính chúng họ bị hụt hẳn. Để hướng dẫn từ thấp lên cao, từ dễ lên khó, đi từ từ vậy đó. Đa phần chúng sinh trong đời là như vậy, dầu có bao nhiêu cơ tánh mà đa phần là như vậy, chỉ trừ trường hợp hết sức đặc biệt thôi. Nghe các ngài Sắc Đạt Phật thì cũng từ thấp lên cao, có nghĩa là đầu tiên là ngài cũng chứng sơ quả thôi, phải tới 2 tuần sau khi mà nghe Đức Phật này
thuyết giảng cái bài kinh Trường Trảo đó trong Trung Bộ ấy, chị nghe nói chứng La Hán, cũng phải đi từng bước. Ngài Mục Kiền Liên cũng vậy, Mục Kiền Liên là vị đệ nhị kinh văn ấy, đứng sau Ngài Xà Lợi Phất, nhưng mà Ngài cũng được Đức Phật hướng dẫn từng bước từng bước. Tu tập đề mục này phải làm sao, tu đề tập đề mục kia phải làm sao, mình nghe mình coi coi chú giải mình tưởng là Ngài Mục Kiền Liên dở, không phải, mà vì Ngài có một cái hạnh đặc hạnh là đệ nhất về thành thông ấy. Và với cái sự hướng dẫn từng bước của Đức Phật trong chú giải, nói là Đức Phật hướng dẫn Ngài Mục Kiền Liên như người mẹ mà dắt tay con, trong chú giải nói như vậy. Và Ngài là vị duy nhất mà được Đức Thế Tôn hướng dẫn từng bước, giống như mẹ mà người mẹ mà dắt tay con để mà tập đi vậy đó. Tự Ngài tu được, nhưng mà tại vì với sự hướng dẫn Đức Phật thì Ngài Mục Kiền Liên sẽ đi nhanh hơn và thành tựu lớn hơn, và Ngài trở thành nhân vật là đệ nhất thần tông trong hàng ngũ tinh văn này. Và nói theo trong chú giải đó thì một cái Phật sát, sát tức là từ từ cái chữ Sanskrit là Sutra, Sutra tiếng Pali là Kheta đó. Một cái Buddha Khét như vậy nó là 10.000 cái đại thiên thế giới, tức là 1.000 tỷ vũ trụ, 1 trillion vũ trụ. Thì trong 1.000 tỷ Phật, 1.000 tỷ vũ trụ đó là Đức Thế Tôn là thần tông là số 1, tiếp đó là Ngài Mục Kiền Liên, giống như Ngài Xà Lợi Phất mà là nhân vật số 2 về trí tuệ trong 1.000 tỷ vũ trụ, trong 10.000 cái đại thiên thế giới đó. Ghê như vậy. Thì một cái vị mà có một cái khả năng lớn như vậy đó, thì vị đó cũng phải cần đến sự hướng dẫn từng bước một. Đối với chúng ta cũng vậy thôi. Cho nên cái điều đầu tiên của cái vị pháp sư là phải ghi nhớ cái điều tâm niệm là lúc nào cũng phải quan tâm cái trật tự thứ lớp trước sau của cái pháp thoại, của các vấn đề, cái gì cần nói trước, cái gì cần nói sau nha. Và chúng ta còn biết thêm một chuyện nữa, đó là chúng ta luân hồi vô số kiếp mà, vô số kiếp, cái gọi là cái tập khí, cái chủng tử phiền não, cái tập khí bất thiện của mình nó sâu dày, sâu hơn biển, mà nó dày, nó nặng hơn núi, không? Cho nên đó là mình muốn mài nó không phải dễ đâu. Kể cả những cái vị mà trong kinh nói là nghe cái đắc liền đó mình tưởng dễ chứ không phải đâu. Bây giờ mà họ nghe cái đắc liền, nghĩa là hồi trước đó, vô lượng kiếp về trước họ đã học, đã tu như là mỏi mòn đó. Cho nên bây giờ họ chỉ nghe cái đắc rồi mình thấy nó dễ chứ không phải đâu, cũng phải đi từng bước trong vô lượng kiếp nha. Vô lượng kiếp họ đã đi từng bước để mài mòn tham sân si ái mạn kiến nghi tật đố bủng xỉnh, không? Mấy cái đó là phải mài từ từ, mài từ từ đến lúc mà công viên quả mãn rồi thì chỉ nghe một cái pháp thoại, nghe một cái câu kệ ngôn ngắn thôi là chứng liền. Nhưng thật ra là họ đã đi từng bước trong nhiều đời nha. Gọi là đến đời này thì não họ nó mòn mỏng rồi. Nhớ cái đó. Cái điều thứ hai nữa đó là cái tiếng Pali gọi là Pariya cho Dasavi, tức là cái vị pháp sư đó phải bên cạnh cái chuyện mà phân biệt cái nào trước cái nào sau để thuyết giảng cho nó thích hợp, để vừa vặn với trình độ của người nghe, thì cái điều tâm niệm thứ hai đó là vị đó phải chọn cái cách nào mà để giúp cho người nghe đó nhận ra được cái ý nghĩa của giáo pháp, nói cách nào mà cho nó khế lý khế cơ. Cái Pariya giá ở đây á, ở trong sơ giải vậy, tức là chữ cao nét, có nghĩa là mình chứng minh được, mình thuyết phục được cho người nghe lý do tại sao mà mình nói như vậy, cái điều mình nói nó dựa trên những cái cơ sở nào, chứ không phải tùy thích mình nói lông bông, nói lan man mà không có cơ sở mà nền tảng gì hết. Như tôi đã nói rất là nhiều lần, quý vị có thương có kính sư phụ cách mấy đi nữa, nhưng mà khi nghe cái gì mà ngộ ngộ thì cũng phải hỏi lễ phép, thưa thầy, chứ bạch ngài, bạch sư, vậy chứ cái điều này nè, con muốn đọc thêm cho nó rõ hơn, sâu hơn, rộng hơn, con coi thêm ở đâu. Đó là cách nói tế nhị, chứ không lẽ mình phang ra mình nói mình nãy giờ ngài nói là dựa vô đâu thì nghe nó cũng hơi nặng, không? Thì thôi thì mình nói nhẹ nhẹ đó, con muốn đọc thêm này, con đọc ở đâu, mà dầu thương cách mấy cũng phải ráng hỏi đó. Chứ đừng có mà nhắm mắt nghe thầy phán sao rồi tin sái cổ, thì cái đó là cái bậy nha, cái này cái rất là bậy. Bởi vì mình ăn ăn bậy mình bị bệnh, còn cái mình nghe bậy mình tin bậy rồi mình
hiểu bậy rồi cái mình hành bậy đó, thì nó không phải là bệnh mà nó là nó kéo dài cái thời gian sinh tử khổ ải trầm luân thôi nha. Mình không có chơi dại vậy được, mình không có chơi ngu vậy, không? Mình không có thờ kính một cách mù quáng cuồng tín kiểu đó. Cho nên bản thân cái vị thuyết pháp cũng phải nhớ được tâm điểm thứ hai, đó là Priya, đó là bản thân vị đó phải là cái người nắm chắc, cái nắm vững, nắm rõ cái điều mình nói để có thể trình bày một cách hợp lý và đầy thuyết phục. À, đầy thuyết phục chứ không phải là nói ngẫu hứng, không? Thích thì nói, còn ai mà truy cùng đuổi tận thì mình bí, cái đó là không được. Mà mình phải chịu trách nhiệm với điều mình nói. Điều mình nói nó mới dựa trên cơ sở nền tảng nào. Cho nên trong cái bộ Dhammasaya, bộ Attasalini, tức là chánh sớ của bộ pháp tụ, bộ Atidam số 1. Atidam có 7 bộ hơn. 7 bộ thì bộ đầu tiên là bộ Dhammasangani, thì mỗi bộ đều có cái sớ giải hết. 7 bộ Atidam có 3 tập sớ giải. Tập 1 á, cái bộ Dhammasangani thì cái sớ giải nó tên là Attasalini. Cái bộ Atidam thứ hai nó là Quý Phân Gá đó, thì nó có cái bộ chú giải là Sammohabinodani. Còn 5 bộ sau thì được giải thích chung ở trong một bộ sớ giải chung là Panchapakarana Attakatha. Thì chúng ta có dịp, chúng ta hy vọng như là có cái dịp nói cầu mai ra chứ già rồi, tôi già, tôi không có mong mỗi cái chuyện mà ngu mệt. Tôi mong có dịp mà bà con mình học được 3 bộ sớ giải này. Đó là bộ sớ giải của bộ pháp tụ Attasalini, cái bộ sớ giải của Quy Phân gọi là bộ Sammohabinodani, và cái bộ thứ ba đó là Panchapakarana Attakatha. Đó Panchapakarana thì trong đó đặc biệt mình học chuyên về cái sớ giải của bộ thứ năm tức là bộ lượng điểm ấy, bộ Kathapathu. Thì cái sớ giải của bộ này rất là đặc biệt, tuy là nói là nó là sớ giải Atidam, thực ra nó là đá động là rất nhiều vấn đề bên kinh tạng cách ly kỳ hứng thú. Đối với tôi thì cái bộ đó nội dung nó cũng giống như là cái bộ Milinda Panha Mi Tiên Vấn Đáp vậy, mà còn ghê hơn, thâm hậu hơn nữa. Trình bày về những quan điểm Phật giáo bộ phái. Nhưng bây giờ tôi đi hơi xa rồi, tôi quay trở lại. Thì trong cái bộ mà chú giải của Attasalini đó, thì trong đó có nói thế này: một cái vị pháp sư mà muốn nói chuyện của khế cơ cái lý đó, thì bắt buộc phải là cái người gọi là nắm được cái căn bản của Atidam. À, trong bộ đó nói như vậy, trong bộ đó nói như vậy. Tôi nhắc lại nha, pháp sư đó mà gọi là đúng tầm đúng mức á, không phải là người biết Atidam để có thể nói về luật, có thể nói về kinh tạng một cách tự tại, tự tin này, và có cơ sở, có nền tảng. Cái đại kỵ đó là nhiều người đó lại bỏ ra đi đàm mà lại đi giải thích tặng kinh. Giải thích bằng cái gì? Giải thích bằng hai cái nền tảng: một là cầm những từ điển Hán Việt kế bên, tra ở trong từ điển Hán Việt cái chữ đó, có việc dành tưởng tượng không, có việc tưởng tượng ra được cái chuyện động trời đó không? Giải thích lời Phật bằng từ điển Hán Việt cộng với cái vốn tiếng Việt của mình. Thứ hai là dùng kiến thức đời, kiến thức bách khoa của mình để mà giải thích kinh tạng, mà trong khi cái kinh tạng nó là lời dạy của một vị chánh đẳng chánh giác. Đấy. Một cái người nó tu tập bao nhiêu a tăng kỳ bây giờ nó là mình hiểu lời dạy người đó bằng hai cách: một là bằng cuốn từ điển Hán Việt, đây còn có người còn xài những từ điển Việt, tiếng Việt của Nguyễn Lân mới ghê. Hiểu để hiểu lời Phật á, là nhờ ông Nguyễn Lân với ông Đậu Duy Anh, ông Thường Chủ, các vị nghĩ có động trời không? Rồi cái thứ hai là kiến thức bách khoa của bản thân, biết ba mớ về toán lý hóa sinh sử địa, cứ lấy mấy cái đó là lấy cái đó để giải thích về lời Phật, mà thật ra là có chú giải đàng hoàng chứ. Và đặc biệt là dốt Atidam thì giải thích tặng kinh không nổi, tôi khẳng định 1000% như vậy. Tôi chỉ ví dụ thôi, không học Atidam thì biết tầm tứ hỷ lạc định là cái gì, không học Atidam mà giải thích chánh kiến, chánh tư duy là chỉ có chết thôi nha. Không biết ai thì làm thì chánh kiến, chánh tư duy thì hiểu kiểu gì. Có rất là nhiều người chúng tôi tình cờ chúng ta đọc trên Facebook, họ mở đại đâu cái cuốn nào ai thì làm, họ thấy chẳng hạn như họ mở cái cuốn bộ số 6, họ thấy trong đó có cái gì sát quẩn đang có ở người nào thì thở quẩn cũng đang có ở người ấy phải chăng,
Tâm tham đang có ở người nào thì tâm sân cũng sẽ có ở người ấy, phải chăng? Họ đọc tới đó họ thấy kỳ kỳ, họ nói là họ mới phán câu ấp sách là họ phán là Thì Đà không có tu hành gì hết, toàn là nói chơi không mà. Nhưng mà họ quên một chuyện, A Di Đà nó mênh mông lắm. Cái mà họ lật ra đó là nó giống như là phương trình, mà có phương trình của tú tài đó, mà họ chưa có họ chưa có học xong tiểu học, thì ba cái sin, ba cái cos, ba cái vector gì là họ hoàn toàn họ không hiểu. Rồi thấy nó kỳ kỳ, nó không cần thiết. Chứ thật ra tôi khẳng định 1000%, không biết A Di Đà thì đừng hòng mà nói về là tính tấn định định tuệ, đừng hòng mà nói về thất giác chi. Tôi hỏi thiệt nha, không học A Di Đà biết tỉnh giác chi là cái gì không? Niệm giác chi mình còn gồng gồng, mình nói là niệm, là niệm chánh niệm, còn trạch pháp lý giác chi là cái gì? Lật từ điển ra tra nữa, lật ông nào Duy Anh ra tra, trạch là cái gì? Trạch là phân tích, là phân biệt gì tôi lum là chết rồi, không? Rồi tỉnh giác chi là cái gì? Là cái gì? Hỷ giác chi là cái gì? Ngồi tưởng tượng không à? Thấy chưa? Cho nên một cái vị pháp sư mà đúng nghĩa phải biết A Di Đà, tôi khẳng định là như vậy. Và cái lời khẳng định đó là dựa vào trong cái chánh sớ của bộ Atthasalini, tức là bộ chú giải của Thammasangani đó. Chúng nó nói rất rõ cái đó, rất rõ cái đó. Và có tiếng Việt rồi, chú giải này có tiếng Việt, nhưng mà dĩ nhiên là bản dịch đó, Google Translation. Nhưng mà ít ra thì bà con có tò mò thì vào đó coi, vào internet đánh cái chữ chú giải pháp tụ rồi. Cho nên là cái vị pháp sư mà thứ pháp điểm thứ hai cần phải tâm niệm đó là ta phải nói chuyện có cơ sở, có nền tảng, nói chuyện có cái cơ cái lý, có cái nền tảng, có cái chứng minh đủ để thuyết phục người nghe, và chính mình phải có cái thể, có khả năng gọi là chịu trách nhiệm cái điều mình nói này. Chưa đâu các vị, mở ra trong cái kinh phúng tụng, cái kinh thập tự, các vị thấy có nhiều cái còn le lưỡi. Ví dụ như là bát giải thoát là cái gì, tám thắng cái xứ là cái gì, Abhipaya cho ta nói là cái gì. Không học A Di Đà thì chỉ có chết thôi, không? Mà cứ ăn rồi là cái chữ A Di Đà vì học không nổi, nó thẳng luôn là học không nổi, không có điều kiện. Từ đó ôm cái dốt này mới trở thành cái mối hận, mối căm hờn với 1/3 giáo lý của Đức Phật thì kẹt lắm, không? Trên cái điều thứ hai là bắt buộc, đặc biệt là chư pháp phải có cơ sở, phải có một cái điểm tựa giáo pháp thì để có thể trình bày một cách vững vàng, và mình mới có thể chịu trách nhiệm cái điều mình giảng, nhớ nha. Rồi cái điều thứ ba đó, cái điều thứ ba đó là cái điều thứ nhất là thứ lớp, điều thứ hai đó là chư pháp tập được kiểu, cái thứ ba đó là thuyết về lòng tự mãn. Về lòng tự mãn, cái này nghe nó thì dễ hiểu, cái này không cần giải thích nhiều, nhưng mà nghe thì dễ hiểu, nhưng mà thực ra nó rất là khó làm. Là vì sao? Là vì các vị tưởng tượng đi, ở trong mấy cái pháp tu của Phật pháp mình á, gọi là pháp tu mà Phật dạy mình ấy, không, như ba cái chánh niệm mà niệm nè, định nè, giới nè, không, và cái đó khó là đã đành rồi, nhưng có một cái mình tưởng nó dễ nhưng mà nó khó lắm, đó là vô lượng tâm ấy. Cái từ bi hỷ xả khó lắm. Nghe thì dễ hiểu, nghe thì dễ hiểu chứ, nghe giảng về định á, sơ nhị tam tứ thiền rồi hư không vô biên thức vô biên này, nghe nó là khùng luôn, không hiểu đâu, rất là khó. Rồi nghe giải thích về bên cái 37 bộ đề phần, rồi các cái nhóm phiền não như tứ phượng, tứ bọc, tứ kết, tứ thủ, tứ lậu, nghe nó dễ khùng lắm, không? Nhưng mà đặc biệt mình thấy tứ vô lượng tâm rất là dễ hiểu, từ bi hỷ xả, nhưng mà thực ra rất là khó tu, rất là khó. Bởi vì sao? Vì chúng sinh trong đời này nó chia làm năm hạng, tôi nên mấy cái này tôi nói hoài. Hạng thứ nhất là chỉ biết có mình thôi, không có quan tâm tới ai hết. Đó là chẳng hạn mình thấy ba cái con mà súc sanh, ba cái con ruồi muỗi, từ côn trùng cho tới súc sanh, thì mình thấy đa phần nó chỉ biết mình nó thôi. Nó tới ngày nó ăn không vậy đó, ăn rồi ngủ, ngủ rồi giao phối xong rồi thì ai đụng tới nó thì nó phản ứng, rồi nó tự vệ hoặc là nó tấn công. Nó chỉ biết có nó thôi, nó không có màng gì ai hết. Cái đó là hạng thứ nhất, là hạng chúng sinh, cái loại chúng sinh chỉ biết có mình. Cái loại chúng sinh thứ hai đó là nó biết quan tâm đến những cái đối tượng mà trực tiếp liên quan tới nó,
Bắt đầu nó biết thương con, nó biết thương mẹ, nó biết thương cái người phối ngẫu, nó biết nghĩ đến cái người nào đã thương mình, đã giúp mình. Cái thứ hai đó là biết quan tâm tới người khác, cái người tốt với mình, người thương mình. Vậy là cái hạng thứ nhất là chỉ biết nghĩ tới mình. Cái hạng thứ hai đó là biết nghĩ đến người khác, nghĩ đến người thương mình hoặc là cái người đó có giúp đỡ mình. Cái hạng thứ ba đó là có khả năng quan tâm đến cái kẻ không ân không oán gì với mình hết, có mình có thể thương được cái kẻ không mắc mớ gì mình. Cái hạng thứ tư á là nó thương được bạn của kẻ thù. Có nghĩa là sao? Mình ghét thằng tèo nhưng mà em chị ba má của thằng tèo, cô dì thím cậu mợ dượng của thằng tèo mình không có ghét, mình ghét đúng thằng tèo thôi. Chứ còn mà những người bạn bè bà con thằng tèo mình vẫn thấy ok. Các vị nghe này, các vị tưởng nó thường, không có thường đâu. Ai mà trong đầu có báo chính trị thì biết, khi mà mình đã ghét học thuyết đó rồi nên là mình ghét luôn cả những cái người mà trực tiếp hay gián tiếp liên quan tới học thuyết đó. Tôi nói thì chắc các vị hiểu tôi nói cái gì. Ví dụ như mình tôi nói trắng ra đi, cứ né né hoài mệt quá, nó mỏi cái cổ nó thiệt luôn nha. Như mấy người mình cộng sản đó, thì nó ghét mấy người mà phi cộng sản, họ nghe có cái mùi nó hơi tanh tanh, họ nói đó là phản động, nguy quân mỹ quyền, họ ghét hết, ghét cả tông ti họ hàng. Mà ngược lại cái đám chống cộng á thì coi như là nó ghét mấy cái nhà cầm mấy người cầm quyền, nó ghét cán bộ công an bộ đội, rồi nó ghét luôn ba cái giao liên thư ký xã ấp huyện, rồi nó ghét luôn cả những người đã đi vượt biên ra nước ngoài mà còn trở về nước, nó cũng ghét nữa. Rồi nó ghét, nó bây giờ mình lâu cách đây mấy năm bên Mỹ còn có phong trào là chống đối luôn cả những người mình thường đưa về Việt Nam, rồi còn chửi bới bài xích rồi tẩy chay mấy người mà gửi tiền về Việt Nam đó. Thấy chưa? Tức là mình thật ra cái người mình ghét là ai, năm ba bảy tám 10 người thôi, không, nhưng mà đằng này mình ghét luôn, cái đó không có được. Mà đằng này á là mình chưa bỏ được cái thương ghét thì ít nhất mình cũng thu gọn thu hẹp cái đối tượng lại nha, nghe kỹ nha. Nếu không thương được muôn loài bởi vì vẫn còn chọn lựa phân biệt đối tượng để thương ghét thôi thì mình cũng phải thu hẹp đối tượng lại, chứ còn mà kẻ thù nó khác mà bạn có kẻ thù mình ghét luôn vậy thì mệt lắm, phải không? Rồi vậy là cái hạng đầu tiên ấy là chỉ biết có mình. Cái hạng thứ hai là biết luôn, bây giờ chỉ biết biết là ngoài mình ra còn mình còn biết quan tâm đến kẻ liên quan tới mình, tốt với mình, thương mình, giúp đỡ mình, ra ơn với mình. Cái hạng thứ ba nó là thương được cái kẻ không có ân oán với mình. Cái hạng thứ tư là thương được bạn của kẻ thù. Và cái hạng thứ năm mới ghê, cái hạng này là thương được cả kẻ thù. Thì cái hạng thứ năm này nè mới có đủ sức để mà gọi là trở thành Bồ Tát, thực hiện cái Bồ Tát đạo, Phật đạo, để mà trở thành một cái đấng là chánh đẳng giác vô thượng điều ngự, cha lành ba cõi, nghe không? Cái hạng chúng sanh thứ năm ấy, thương được cả kẻ thù. Còn cái hạng mà tệ hơn chút đó là thương được bạn của kẻ thù, có nghĩa là cái đối tượng mà căm ghét đó, nó được thu hẹp lại. Còn mình đó thì mình ghét tùm lum hết. Mình ghét tùm lum mà chưa kể mình còn có cái nhiều kiểu ghét lạ. Mình ghét cái thằng chọi đá mà mình ghét luôn cả cái cục đá nữa. Mình ghét luôn chỗ cái luôn cả cái chỗ cái thằng đó đứng liền đá nữa. Mỗi lần đi ngang chỗ mình cũng thấy khó chịu nó, thí dụ như vậy. Thì bây giờ tôi đánh một vòng tôi quay trở lại. Chốt lại vấn đề đó là để có được cái lòng đại bi không phải dễ, bởi vì đại 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 đây có nghĩa là gì, là lớn rộng. Đại đây nghĩa là lớn rộng. Còn bi mà mình chỉ biết trắc ẩn với những người chung quanh mình, những người mà có quan hệ trực thuộc gián tiếp với mình thì cái đó chưa phải là đại, không, cái nó mới tiểu bi, cái nó mới có viên bi, mới có hòn bi thôi, không? Chứ chưa lên cái đại bi đâu. Đại bi là mình phải có lòng trắc ẩn với cả những người không ân oán gì với mình, và khá nhất là thương được cả cái người chống đối mình này, không ưa mình mà mình vẫn thương được họ, thì cái đó là mà thượng thừa mới là cao cấp, không? Thì là cái vị pháp sư đó là vị nó phải có lòng đại bi, phải có lòng đại bi. Trong chú giải ghi rất rõ đại bi là sao, trong chú giải mới chưa cái ví dụ là khi bắt đầu thuyết pháp nó mới mong rằng mới nghĩ trong bụng họ đang bị tà kiến, mình giúp cho họ đừng bị tà kiến, không, họ đang ngộ nhận hiểu sai, mình giúp cho họ đừng ngộ nhận hiểu sai,
họ đang bị khổ, mình giúp cho họ bớt khổ hoặc là hết khổ, giải thoát cái khổ, thì đó gọi là lòng đại bi, lòng đại bi. Còn bài năng này đó là mình không thương được người ta, mình cái điều thứ tư này nó có liên hệ, cái điều thứ ba có liên hệ tới cái điều thứ tư, không, điều thứ ba nó liên hệ điều thứ tư, lát nữa tụi mình nói thêm. Nhưng mà đa phần đó là mình tự mình hỏi lòng mình đi, trừ ra thân quyến bè bạn, những tăng ni Phật tử nào mình quý mến không, thì mình còn thương được người khác không? Bởi vì bây giờ tôi nói Phật tử rất gì không, mình đi chùa mình thờ Phật, mình niệm Nam Mô tùm lum tà la, chứ mình cũng toàn là kiếm người cũ, người nào mình thương, mình quý, mình mến sẵn á, mình sát vô. Chứ mà sao mình có được cái lòng đại bi, mình biết xót xa, trắc ẩn, không? Biết bất nhẫn trước cái khổ của cái người dân kẻ lạ, khó lắm. Mà nói về Pháp Sư, Pháp Sư là khi mà mình đứng trên bục giảng, mình ngồi trên bục giảng, mình giảng, mình không biết là bao nhiêu người sẽ nghe. Mà Pháp Sư thứ thiệt ấy, là chỉ nghĩ một chuyện thôi. Còn một tí phiền não là còn một tí khổ. Còn nhiều phiền não là còn nhiều khổ. À, biết thêm một chút Phật Pháp là giảm đi những ngộ nhận, những cái tà kiến. Mà biết thêm một chút Phật Pháp đó là họ được sự an lạc, bớt khổ. Thì mong rằng cái bài giảng này của mình, họ nghe xong, họ bớt đi cái ngộ nhận, bớt đi những cái biên kiến, định kiến, thành kiến, những tà kiến. Bớt được cái đó thì họ bớt khổ. Phải có lòng đại bi như vậy. Kể cả đó là những người mình chưa biết mặt, kể cả đó là cái người xưa dẫn ưa gì mình không, nhưng mà mình vẫn nghĩ bụng đơn giản như vậy, biết thêm một ít giáo pháp thì họ bớt đi cái hiểu sai hiểu bậy, bớt đi một tí vô minh tà kiến. Mà mấy cái đó mà nó bớt thì họ bớt khổ, chỉ nghĩ nhiều đó thôi, chỉ nghĩ nhiều thôi bớt khổ. Còn nếu mà nói sâu nó rộng nữa thì mình thương người cũng chính là mình thương mình. Tại vì trước đây cũng đã có vô số người cũng đã nghĩ tới mình mà họ mới hoằng pháp, để hôm nay mình mới có giáo pháp để mình biết. Thí dụ như xa nhất là Đức Phật, xa nhất là Ngài, rồi gần gần là mấy thầy bạn gần đây, nhưng mà xa nhất là Thế Tôn. Ngài đã trải qua vô lượng kiếp chỉ vì Ngài nghĩ đến chúng sinh. Chứ nếu mà Ngài đi cho riêng Ngài, Ngài đi lâu lắm rồi, không? Nhưng mà vì Ngài nghĩ đến cái kẻ khác, những kẻ hữu duyên đó. Bên Phật giáo Nam truyền này không có cái vụ mà độ tận chúng sanh, là cái vụ không có. Bởi vì mình thấy sao tận nổi, chư Phật ra đời vừa là tính mà hàng ngàn hàng triệu tỷ 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 chúng sanh, giờ nó còn lũ khủ rồi sao hết được. Bên đây không có cái vụ mà độ tận, mà bên đây chỉ có cái là những người hữu duyên, những người hữu duyên với mình. Thì các vị biết một vị chánh đẳng giác ra đời, cái số chúng sinh mà cái ngày độ là đếm xuể, đếm xuể nha. Cho nên là có lòng đại bi thì nghĩ rằng mình cũng phải mang ơn bao nhiêu thế hệ tiền nhân, hôm nay mình mới có giáo pháp, thì ngược lại mình cũng phải trả cái nợ, trả cái ơn tiền nhân bằng cách là mình truyền lại cho hậu lai hậu nhân những cái điều mình biết. Và những cái dấu vết, những cái gì mình nói lại cho bà con đó, nó chính là cái dấu vết mà mình để lại trên trần gian này. Và một kiếp lai sinh mình quay trở lại, mình không loại trừ cái trường hợp chính mình á cũng sẽ bắt gặp là những dấu mòn ấy, những dấu mòn ngày xưa mình đã để cho nhân loại, để lại cho người khác nha. Chẳng hạn như hôm nay chúng tôi để lại cho bà con một cuốn sách, chẳng hạn như là để lại cái ông Nguyễn Du, để lại cuốn Kiều đi, Nguyễn Truyện Kiều. Thì nếu bây giờ ông Sanh Lâm Mượn quay trở lại, ông cũng sẽ gặp lại Truyện Kiều. Nếu mà ông là người Việt Nam thì ông cũng sẽ học lại tiếng Việt, ông sẽ học lại tiếng Việt, và chắc bộ ông phải học Kiều, ông phải học lại Cung Quán Chinh Phụ, phải không? Mà mấy cái đó là của ai cũng Đặng Trần Côn, Nguyễn Gia Thiều, Đoàn Tiểu Điểm, Nguyễn Thanh Quang, Nguyễn Du, ví dụ như vậy. Thì những gì mà ngày xưa mình đã làm, ngoài diễn giúp cho những cái người xung quanh mình, những người mà mình nghĩ là không phải mình, bên ngoài mình, thì bản thân mình cũng có trong đó. Mình để lại cái dấu vết để mai này mình lần theo cái dấu đó, mình tìm trở về con đường cũ, lối xưa. Nhớ cái này nha. Cho nên vị Pháp Sư thứ thiệt là phải có cái lòng đại bi là chỗ đó. Cứ nhớ đơn giản, người ta nghe được một tiếng Phật Pháp là người ta bớt đi cái ngộ nhận, bớt đi cái vô minh, bớt đi tà kiến. Và điều đó cũng có nghĩa là người ta bớt đi tí khổ. Mà nếu trần gian này mà mọi người nghĩ về nhau bằng một cái tấm lòng như vậy đó, thì đó chính là tịnh độ, đó chính là thiên đường, đó chính là cõi trời, đó chính là tiên giới, không? Cái đó là một cái chứng minh rõ ràng nhất. Chứ còn mình đi hoạt động chính trị đó, thật ra đối với tôi đó, đáng ngờ lắm. Bởi vì mình theo đuổi một học thuyết,
giả định như mình lật đổ được cái nhóm A, mình đưa nhóm B lên, thì nhóm B lên được bao lâu? Mà nhóm B có chắc gì không tốt hơn nhóm A không? Chắc gì không tốt hơn? Rồi chưa kể mà những thành phần mà sẽ xử nó tốt hơn, thì cái đám mà tốt hơn nó sống được bao lâu? Rồi cái đám kế thừa nó thì coi như là như con dòi không? Cho nên cái cách làm chính trị tốt nhất đó chính là để lại cho cuộc đời những dấu vết về văn hóa, về tâm linh. Tôi cho đó là cái hoạt động chính trị tôi cho là tốt nhất, tốt nhất. Không thờ phụng học thuyết nào hết, bởi vì tất cả học thuyết, tất cả những cái giải pháp chính trị nó đều chỉ là những cái gì mang tính tạm thời, mang tính thời điểm thôi. Mang tính thời điểm. Và thời điểm đó thì học thuyết đó nó hay, đường lối đó nó hay, nhưng mình cứ chịch qua chừng vài năm là nó đặc lắc, bởi vì vũ trụ, thế giới, nhân sinh, nhân loại luôn luôn nó nằm trong một dòng chảy biến ảo không ngừng, và cái giải pháp cho từng vấn đề nó cũng phải được thay đổi liên tục cho kịp với những biến đổi của các vấn đề. Các vấn đề nó mới đứng yên. Cách đây 5 năm thế giới có vấn đề như vậy, cách đây 5 năm Việt Nam đối diện với những vấn đề như vậy, đúng. Nhưng bây giờ những vấn đề đó nó đã không còn nữa, nó đã đổi qua những vấn đề khác. Mà mình cứ cắm đầu nhắm mắt mà mình theo đuổi cái giải pháp cũ cho cái đất nước mình. Ngay cả cái cơ thể mình cũng vậy. Cách đây 5 năm mình bị bệnh cảm, mình uống paracetamol, mình uống aspirin. Nhưng bây giờ với cái tình trạng bao tử của mình bây giờ thì phải đổi thuốc. Bởi vì không phải là mình muốn uống gì mình uống, bị cái bao tử ok thì thuốc cảm nào mình uống cũng được. Còn mà cái bao tử có vấn đề là phải đổi thuốc cảm, đi hỏi bác sĩ coi tôi nói có đúng hay không. Bản thân tôi thuốc cảm tôi đâu uống tùm lum được, lâu lắm rồi tôi đâu dám uống paracetamol, tôi dám nhớ nha. Đây, cho nên ngay cả cơ thể của mình, cái giải pháp cho nó còn phải thay đổi liên tục, thì nói gì là những giải pháp về chính trị, về xã hội. Đây, không có gì ngu cho bằng gọi là nước chảy hoa trôi mà mình cứ ôm hình bóng cũ đứng bên bờ sông mà tưởng tiếc và đi tìm lại một cái con đò xưa, người chèo đò cũ, nó ngu chứ, trong tình cảm còn ngu nói về trong chính trị đó, ngu. Cho nên là cái hay nhất trong cuộc đời này là mình để chỉ thay vì theo đuổi những học thuyết thì mình hãy để lại những dấu vết, những dấu vết nhờ những bảo vật đó chính là lòng đại bi của người nội Pháp nha, đó là lòng đại bi của người nội Pháp. Và cái điều thứ tư đó là cái vị nói Pháp không có nhắm đến cái lợi lộc. Lợi lộc, lợi lộc thì không tiếng Pháp, thì cái lợi lộc là sao? Ở đây là cái chữ Amisa, đây nghĩa nó rộng lắm. Ở đây nó là nó vừa là danh lợi, Amisa để nghĩa là danh lợi chứ không có riêng về vật chất nha. Nó không phải vật chất mà nó là về danh lợi nói chung. Tiếng Pháp để mình có tiếng tâm, mình có thêm nhiều đệ tử, tiếng Pháp để được cúng dường, để được cung đốn phục vụ, thì cái đó là không phải là cái lý tưởng của người Pháp thuyết Pháp. Bởi vì mà ở trong tương ưng Đức Phật ngày dạy, những cái vị mà thiếu trí khi mà họ được lợi lộc mà họ hoan hỷ và thích thú, giống như con dồi mà nó thấy rằng đống phân của nó to hơn cái đống phân kia này, nó thấy rằng nó là no đủ có những đống phân to đùng, trong khi cái con mấy con dồi bên kia này đống phân nó phân khô, phân động vật, nhưng mà nó phân hai nắng, phân một nắng, cái phân mà nó càng nhiều nắng thì nó khô khó gặm, phân tươi, phân mới, phân ít nắng ấy, thì nó ngon hơn, nó mềm hơn, dễ gặm hơn. Thì ngài nói rằng là cái sự mà đam mê đắm đuối trong cái danh lợi đó, rồi từ đó mới thấy mình ngon, thấy người ta dở, người ta vô phước, thì cái cảm giác cái tâm trạng mà so sánh và tự mãn tự đắc đó, nó cũng giống hệt như là cảm giác cái tâm trạng của con dồi mà nó so sánh cái đống phân của nó với đống phân của người loài khác kìa. Nhớ cái đó. Và cũng rất là nhiều chỗ Đức Phật ngày có nói đến cái chuyện mà tương lai trong cái giáo pháp ngài sẽ có những cái cá nhân mà đem cái giáo pháp vô giá của ngài đi đổi lấy những cái mảnh vụn danh lợi không có đáng gì, như trong chú giải của Bổn Sanh Kinh. Chú giải Bổn Sanh Kinh mà chương một Bổn Sanh Kinh nó có tất cả là 554 cái tích cũ chuyện xưa, thì trong đó nó chia thành nhiều chương phẩm. Thì cái chương phẩm đầu tiên ấy, chương phẩm phẩm đầu tiên của Bổn Sanh ấy, thì có cái Bổn Sanh gọi là Maha Subhinacchaka, có nghĩa là cái Bổn Sanh đại mộng. Thì trong đó
Cô kể cái chuyện ông vua Pasena đi tới Phủ Patinak ấy. Cái đêm đó ông nằm mơ, ông thấy 16 cái điềm mộng lạ lắm. Thì trong đó có cái điềm mộng đó là, mà tất cả 16 điềm đó, đó là đều là cái điềm báo cho những cái chuyện sẽ xảy ra sau này, sau khi Phật và vua, Phật và vua không còn nữa. Thì mà ý nghĩa của mỗi giấc mộng đó, sau đó ông thức dậy, ông đi vào hậu Phật, thì Phật giải thích cho ông nghe đó, đó là 16 cái vấn đề giáo lý rất là quan trọng, 16 cái tiên đoán về hậu vận tương lai của thế giới, nhưng mà nó cũng là những vấn đề giáo lý. Thì trong trong 16 giấc mơ đó, vua thấy người ta lấy một cái đĩa bằng vàng để mà hứng nước tiểu của một con chó rừng. Rồi ông nằm mơ ông thấy người ta lấy một cái khúc trầm quý giá mà đi đổi lấy một miếng bơ mà bơ bị hư, miếng bơ mà bị hư. Ông thấy lạ, ông thấy hai cái chuyện rất là lạ. Thì ông đem vô hỏi Đức Phật cái 16 điều mà ngài giải thích cái giấc mơ mà thấy là người ta lấy cái đĩa mà bằng vàng mà hứng nước tiểu của con chó rừng là cái điềm báo sau này nó sẽ có một cái thời, đó là cái thời mà những cái kẻ không ra gì đứng lên nó nắm hết cái quyền lực diền mối trong đạo ngoại đời, cả thiên hạ quỳ lỵ thờ phụng cúc cùng những đối tượng không ra gì hết, tôn xưng nó làm sư phụ, làm đạo sư, tôn xưng nó làm lãnh đạo, lãnh tụ tụi lúc hết. Đó là điềm báo. Mà đặc biệt trong đó có cái điềm báo có giấc mơ vô thấy người ta đem một cái lỗi trầm trị giá 1000 vàng, cái lỗi trầm á trị giá 1000 vàng mà đem đổi lấy một miếng bơ hư. Bơ là mình thấy cục bơ tươi, bơ mới là đã không đáng bao nhiêu, còn nên bị hư mới ghê chứ. Thì ngài nói rằng sau này đệ tử ngài sẽ có những người phàm phu mà đem cái giáo pháp vô giá Thế Tôn mà đem tuyên truyền rao giảng trình bày để mục đích là đổi lấy một ít những cái sự mà nổi tiếng, một ít sự kính lễ, một ít đệ tử, một ít lễ vật cúng dường. Thì những cái đó nó không đáng gì so với cái giá trị thật của giáo pháp vô giá. Đó là cái điệp báo. Thì chúng ta cũng thấy là sau này trong cái quyển Nhật Tụng Kalama 3 đó, thì chúng ta vào trung tuần tháng 6 hả? Trung tuần tháng 6, trung tuần tức là giữa tháng 6 đó, thì chúng ta có Kalama 3. Ở đây tôi không làm cái chuyện bán sách gọi là tuyên truyền quảng cáo, nhưng tôi phải nói rằng mà năm quyển đó là năm cái quyển gồm là tiếng Việt chỉ có 2,5 cuốn thôi, mà giống như chúng tôi lựa kinh cho các vị đọc mà. Thì nếu mà mình lười đọc hoặc là không có thời gian đọc thì chỉ ráng làm sao mà đọc được 2,5 cuốn đó thôi, thì cũng có một cái vốn liếng tôi cho là rất là đáng kể để Phật pháp. Đặc biệt trong đó mình biết thêm những cái vấn đề mà mình không có ngờ là cái gì trong kinh cũng có nói tới, cái gì trong kinh điển Pali cũng có nói tới. Và đó cũng là lý do vì đâu mà chúng tôi quyết định là in song ngữ. Các vị có thể ngó sang bên cái phần Pali để đối chiếu, tôi bày cho các vị cách biết xài internet là được. Các vị cứ copy một cái đoạn, copy dĩ nhiên sách mình không có copy bằng máy được, mà mình đánh lại bỏ Google cho nó dắt mình đi tới cái chỗ nào có cái chỗ nó có cái đoạn kinh đó, là để mình đọc qua bản dịch tiếng Đức, bản dịch tiếng Anh, bản dịch tiếng gì đó mình thích, tiếng Lào, tiếng Do Thái gì đó không. Thì ở đây cái điều tâm niệm thứ tư của vị pháp sư đó chính là thuyết pháp không có vì cái mục đích danh lợi, không vì mục đích danh lợi. Thì mà cái này đó là mình nói ra nó cũng hơi nặng nha, chứ nếu mà đúng là mình tìm đến Phật pháp mà với một cái lý tưởng nó thoát khổ, bên cạnh cái nhận thức mọi thứ ở đời nó là khổ, cái thân này nó là gánh nặng và mình không biết chết lúc nào, nếu mà mình liên tục mình sống trong những nhận thức như vậy đó, nhận thức thứ nhất là thân này là gánh nặng và cái chết là mình không biết nó đến lúc nào, và mình chết rồi mình không biết đi về đâu. Nếu mà thường xuyên sống trong ba cái tâm niệm này nè, thì cái danh lợi nó chẳng là cái gì hết. Tôi nhớ bữa hôm tôi có nhắc một câu nói của Tàu, 60 không trồng cây, 70 không may áo. Thật ra 50, thời này 50 là buông lại vừa. Tại vì 50 là mình thấy xương mình nó bắt đầu nó giòn rồi. Xương nó giòn rồi bắt đầu lục phủ ngũ tạng là bắt đầu nó rượu rã rồi. Chẳng qua là nó gượng vậy thôi. Rồi nó gượng được, nhưng mà có người thì nó gượng được 10 năm, có người nó gượng được 20 năm. Nhưng mà 50 là qua khỏi qua nửa giai đoạn. 50 đã là 3/5 rồi. 50 đó,
thời tính theo tuổi thọ thời này thì 50 tuổi nó là đã là 3, nó là 3 phần 5 rồi, nó hơn, nó quá nửa rồi. Thì ở tuổi này mà còn cái gì nữa. Bên Thái Lan người ta có quy định là pháp sư chính thức nha, chứ còn pháp sư làng mới nói. Pháp sư làng thì 15 20 tuổi thì ai thỉnh là mình cứ thuyết pháp thôi. Nhưng mà pháp sư chính thức mà được được mọi người ghi nhận có tước hiệu là Hamma Kathika là pháp sư, là không dưới 45. Không dưới 45 tuổi. Vì đâu? Vì cái tuổi đó nó đủ chín chắn này, nó đủ chín chắn để họ thấm thía cuộc đời. Nếu đến tuổi đó mà vẫn còn mê danh lợi thì coi như hết thuốc cứu, phải nói là hết thuốc. Bởi vì cái này nói thiệt, tôi cũng mê đủ thứ hết, nhưng mà tôi nghĩ đó, là mình có tung tăng gì là trước 50 thôi. Trước 50 thôi. Chứ còn 50 trở đi rồi đó, thì chùa to Phật lớn, đệ tử trùng điệp, tiếng tâm lừng lẫy, chỉ là một sự châm biếm, một sự mỉa mai. Vì sao? Vì lúc đó chúng ta là trái mít bắt đầu có mùi rồi. Trái mít có mùi có nghĩa là trái mít sắp chín. Mà trái mít sắp chín thì cái mùi đó chính là cái tử khí của nó. Những cái thành tựu chúng ta trong cuộc đời này nó chính là cái mùi thơm của trái mít. Mà mùi thơm đó cũng chính là cái tử khí của cái trái mít. Cho nên 50 là tử khí này đã nồng nặc. Nếu mà chúng ta là người thành công, nếu chúng ta là một người thành công ở ngoài đời, nếu chúng ta là một tổng giám đốc, một ông nhạc sĩ, một nhà văn nổi tiếng, một nhà báo nổi tiếng, một viên chức nổi tiếng, một quan chức nổi tiếng, có quyền lực, có tiền bạc, một đại gia, có sự sản bạc tỷ gì vân vân, thì tất cả những cái đó đều khi mà đã chạm đến 50 thì mình phải hiểu ngập cuộc chơi đến đây hết. Đối với tôi biết trong rung nhiều người nghĩ tại sao sớm, nhưng mà tôi nghĩ bụng đó, theo tôi thì 50 là cuộc chơi mãn rồi. Có nghĩa là mình nếu cần thì vẫn phải làm lụng kiếm miếng cơm, đúng không? Chứ không có lặn ra chết sao, chết đói hay sao. Nhưng mà nếu mà để gọi là để đầu tư sự nghiệp thì tôi nghĩ hết. Bởi vì chính Tàu họ cũng nói tứ thập thì bất hoạt. Tứ thập thì tuổi 40 là coi như không còn nghi ngờ gì chuyện đời. Nhưng mà ngũ thập tri thiên mệnh, 50 là đã biết được cái mạng mệnh trời rồi. Nghe mình ra làm sao cái đó là đủ rồi, không? Tôi nghĩ là mình được cái gì đời mình có khả năng vươn tới cái gì là 50. Còn cái chuyện mà ngoại lệ ai nói sau 50 mà họ làm được chuyện gì đó thì tôi nói thẳng một, đó là ngoại lệ. Mà đã nói ngoại lệ thì nó hiếm. Thứ hai là tại họ gì, họ dễ ngư thì chứ đúng ra là nếu tôi là người đời với cái tánh của tôi, với hiểu biết của tôi về Phật pháp, thì tôi nghĩ là 50 mà tôi chưa chịu giàu thì tôi chỉ cần dừng lại chỗ đủ ăn thôi. Bởi vì lúc đó tôi phải nghĩ đến cái chuyện mà tôi ra đi cho nó thoải mái, không? Bởi vì cái mà mình ngờ ngại nhất là ra đi trong sự sợ hãi, trong sự tiếc nuối, nó kinh khủng lắm, cảm giác nó kinh khủng. Chưa kể những ngày tháng mà coi như là cô quạnh của cái người mà đi không nổi, nằm một chỗ. Cái niềm cô quạnh của cái kẻ mà vợ chồng con cái từng bước bỏ mình, vì họ đâu có vô thăm hoài được. Rồi từ từ mình trở thành gánh nặng cho họ, không? Nhớ cái đó. Cho nên nếu mà thấm mấy cái điều đó rồi, mình thấy cái chuyện mà đem Phật pháp thuyết giảng mà vì danh vì lợi thì đó là một cái chuyện rất là tệ, không? Tôi trong kinh kể có một lần đó, trong kiếp xưa quá khứ có ông vua cũng ông hiếu chiến mà ông đa tham, hiếu chiến thích đánh đấm đá mà lại thích chinh phục, gây hấn láng giềng, lấn lướt rồi mở mang bờ cõi. Thì lúc đó Bồ Tát Thích Ca Mâu Ni là một vị đạo sĩ có thần thông, có thiền định. Ngài có người mời một ông quan trong triều, ông mời ngài vào gặp vua. Ông nói rằng nó cứ mỗi lần chiến tranh thì dân nó khổ trước cái thảy, không ai khổ hết. Thắng hay bại, thành bại đắc thất là dân khổ trước. Cả chinh chiến can qua khói lửa binh đao là dân khổ trước, mà cứ can qua cũng được. Mà ông chém bữa nay là coi như cả chục cái đầu, là cái đứa nào nhào vô cản là ông chém, nhào vô ông chém. Ông đang tính cất quân để đánh ra lăng gì thì Bồ Tát ngài nghe như vậy, ngài nói được, để ta có cách để giúp. Ngài xin nhờ gặp vua, ngài mới hỏi vua. Thì chứ một ngày như vậy đó, ngài ăn bao nhiêu bữa, rồi tối ngày ngủ, mỗi đêm ngủ bao nhiêu cái giường. Đại khái như vậy. Nói chung là cái sinh hoạt cái ngày nó có giống người dân mình, mang một lần là một đôi dép, ăn một lần là một chén. Chứ sao ai ăn lúc hai chén được. Ngủ thì ngủ một lúc một giường, ở một lúc một nhà, chứ sao ở cùng lúc mà ở 8 cái nhà sao ở. Này. Thì ông vua ông ấy, cái nào cũng ngọt hết. Ăn một chén, dép mang một đôi, ngủ một giường.
Thì Bồ Tát nói nếu vậy thì về chinh phục cả vũ trụ thì ngài cũng được cái gì? Nếu chinh phục vì một lý tưởng cao siêu nào đó thì phải xét lại. Nhưng mà riêng những cái chuyện chinh phục mình để mà mình được sướng á, thì phải nghĩ lại cái nó có phải thông minh không? Đấy. Nhờ cái lời khuyên đó mà vua tỉnh ngộ, vua không có cất quân đi chinh phạt nữa. Này, mình quay trở lại trong cái vấn đề đời sống của mình, từ một cái vị pháp sư tâm tình lý tưởng, một vị pháp sư cho đến một cái người sống giữa cuộc đời điển dâu này, thì phải nói là còn cha còn mẹ còn vợ còn con thì mình còn phải lo. Nhưng mà nếu mà mình với cái ý tưởng mà mình đầu tư một cái gì đó lâu bền trường cũ để hưởng thụ, để sở hữu thì kẹt lắm. Bởi vì tất cả tham ái chúng sinh trong đời nó gom gọn nó nằm trong ba thứ thôi. Một là thích hiện hữu, hai là thích sở hữu, và ba là thích hưởng thụ. Này, thì tất cả cái tham dù dục ái, sắc ái, vô sắc ái thì nó đều nằm gọn trong ba cái tham này. Một là thích hiện hữu, cái này muốn có mặt, tham sống sợ chết thì gọi là thích hiện hữu. Thứ hai là thích sở hữu, thích nắm cái này, thích nắm cái kia, thích nắm cái này, thích nắm cái kia. À, muốn người ta biết mình quyền lực mình nhiều, mình nếu mà lắc đầu là ảnh hưởng cả hàng ngàn người, khoái cái đó lắm. Thích sở hữu tài sản, nhà đất xe cộ vật dụng. Rồi cái thứ ba là thích hưởng thụ, thích là ngọt bùi thơm tho mát lạnh. Thì cái đó gọi là thích hưởng thụ. Thì suy cho cùng theo phân tích trong A Di Đà thì tùy vào cái phước duyên và tùy vào cái căn cơ trình độ của chúng sinh, ngoại trừ trường hợp đặc biệt là những bậc đại nhân vật có nguyện lớn, nhớ nha, ngoại trừ những nhân vật lớn có nguyện lực lớn, ví dụ như Bồ Tát, như các vị thánh, người ta cái chỗ tốt nhất để người ta có mặt chính là ở đây, ngoại trừ mấy người đó ra thôi, không? Chứ còn đa phần như chúng sanh 99,9% là do cái trình độ của mình mà mình sanh ra ở cảnh giới nào. Thí dụ như ở cõi dục này nè, cái niềm vui của mình là nó phải lệ thuộc vào những thứ bên ngoài, những gì mình thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, những gì mình sở hữu. Đấy, cái niềm vui mà phải lệ thuộc cái bên ngoài đó nó thấp lắm, nó dễ bị thử thách lắm, nó dễ bị đổ vỡ, nó rất là mong manh, vì nó phải lệ thuộc bên ngoài. Cái niềm vui thứ hai nó cao hơn, đó là niềm vui của vị đắc thiền. Họ vui là vì họ bỏ hết mấy cái bên ngoài, họ quay về với cái bên trong. Và cái niềm vui mà còn bị lệ thuộc bên ngoài đó không có bền. Và cái người chúng sanh mà hưởng cái niềm vui đó, tuổi thọ nó cũng có là lâu. Tối đa nó là cái cõi là dục thiên, vừa là họ tha hóa tự tại, nó sống được cái 9,2 tỷ năm. Nhưng mà riêng mà những cái vị phạm thiên từ cái cõi thấp nhất, khi mà họ bỏ hết cái vật ngoại thân, họ quay về với cái bản thân bản tâm của họ để họ tu thiền ấy, thì cái tuổi thọ của họ là không có nếm bằng năm được. Thí dụ như cái cõi thấp nhất cũng là 1/3 đại kiếp, và từ đó lên từ có những cái cõi mà 500 đại kiếp, 1000 đại kiếp, rồi 84000 đại kiếp, càng lên cao thì họ buông từ từ. Mình thấy ngay trong cái cõi người mình, do cái trình độ của những người đời sống họ buông rất là nhiều. Có những người đụng đâu dính đó. Cái chữ sách tá là chúng sinh ý, nó có nhiều nghĩa, mà trong đó nó có một cái nghĩa là sách chặt tí, có nghĩa là dính, đụng đâu dính đó, đụng đâu bám đó. Dính ở đây nó có hai cách, dính mà cách là thương thích hay là ghét sợ. Mình ghét cái gì đó cũng làm cách mình dính. Mà mình ghét cái gì đó mình cũng là dính, mà mình thích mình mê cái gì đó cũng là dính, đụng đâu dính đó là vậy đó. Cho nên là khi hiểu hết mấy cái này thì mình thấy rằng cái giấc mộng đời, giấc mộng đỉnh chung nó phù du lắm, mà nó ngu xuẩn lắm. Một người phàm mà đi chửi đó là ngu thì rất là bậy, nhưng mà thật sự nó là ngu thiệt. Bởi vì chẳng thà không biết thì thôi, biết rồi mỗi đứa một nơi cũng buồn. Cái câu này những người họ nghe họ cứ tưởng là chuyện trai gái, không phải. Nó là tất cả cái thứ mà sống đơn giản với hơi thở của mình vậy mà tôi đi nó nhẹ, còn chẳng thà không có thì thôi, mà có rồi mỗi đứa nó cũng buồn. Cái thứ mà có danh có lợi có tiếng có tâm có quyền lực có quen biết có yêu thương có kỷ niệm tùm lum hết, đi sao đành. Cho nên cái kinh nghiệm vàng của người tu Phật là phải buông hết mới an lạc. Nếu cái câu này phải ghi nè, nếu tự xét mình không có khả năng buông bỏ thì nên hạn chế cái việc sở hữu những thứ khó buông bỏ.
tôi nhắc lại, phải buông bỏ mới an lạc. Nhưng nếu xét thấy mình không có khả năng buông bỏ thì nên hạn chế cái việc sở hữu những thứ khó buông bỏ, bớt từ từ đi, nhà đất cái gì buông thì buông, ba cái sưu tập, ba cái này cái kia, rồi những cái sở thích thở bình sinh buông được thì buông, buông đến một ngày rồi nó có phải sẽ hiểu ra một chuyện, hạnh phúc của đời sống nó đến từ hai nguồn, có và không. Cái mà hạnh phúc rẻ tiền là nó đến từ cái việc mình có cái gì đó bên ngoài, ngoại thân. Nhưng mà hạnh phúc cao cấp hơn là mình hạnh phúc là vì mình không có cái gì hết. Buông. Không có cái gì hết. Thì với cái tinh thần đó thì vị pháp sư mới có thể thuyết giảng một cách vô tư, bất vụ lợi được. Rồi. Cái thứ năm, tức là thuyết pháp với một cái tinh thần gọi là không có gây hại cho bất cứ ai. Khi mình thuyết pháp mà bằng cái vì cái lòng cầu danh cầu lợi đó, là mình đang gây hại cho mình. Mình thuyết pháp vì cái sân tâm á, thuyết để trả đũa ai đó, thì cũng đang hại cho mình. Còn mình thuyết pháp để mình bài xích, mình dè biểu, mình phỉ báng, mình tấn công ai đó, là mình đang là cách mình hại người khác. Mà cái vị pháp sư á, là phải thuyết pháp bằng cái tâm niệm này. Mỗi lời ta thuyết ra nó chỉ có lợi cho ta và có lợi cho chúng sinh. Chỉ cần mà thuyết pháp bằng cái ác niệm ấy, nhất niệm sanh tâm khởi, bách vạn chướng môn khai. Cứ một cái bất niệm, một cái niệm bất thiện, một cái niệm sân si mà nó khởi lên, một niệm nghĩa là một khoảnh khắc nó xuất hiện thôi, thì bách vạn chướng môn khai là nó mở ra hàng muôn hàng vàng cái cửa khổ để mình bước vào cho kiếp sau. Cái khẩu nghiệp, cái ý nghiệp bất thiện khổ thôi. Cứ một lời nói ra mà bằng cái niệm bất thiện thì bách vạn chướng môn khai là chỗ đó, bao nhiêu cái cửa khổ nó mở sẵn, nó chờ mình bước vào. Mà các vị biết mà, cái cửa nào với cái cửa, các cái cửa trầm lưng, các cái cửa xa đọa nó vào rồi rất là khó ra. Các vị hỏi kinh là kinh nào? Dạ kinh Hiền Ngu. Kinh Hiền Ngu, Trung Bộ Kinh nói rất rõ chuyện đó. Một khi mà đã xuống rồi đó, lên rất khó. Ở trên xuống thì chỉ có đúng ba nốt nhạc đó, đồ rê mí, là từ Phạm Thiên xuống thẳng con dồi. Dĩ nhiên có qua một kiếp trung gian, nhưng mà đã nói dòng sanh tử thì kiếp trung gian nó không có đáng gì đâu quý vị. Tích tắc à. Đó là Phạm Thiên đó nha. Còn mà tất cả chúng sanh còn lại là coi như là từ ở trên cái thân mà nhân thiên mà xuống cõi đọa nó chỉ có đúng ba nốt nhạc. Nhưng từ cái thân dồi bọ sâu bướm mà đi lên ý, thì 3.000 tỷ kiếp chưa thấm thía, chưa có hy vọng lắm. Hàng ngàn tỷ đó nha, hàng ngàn tỷ kiếp chưa chắc. Tại vì sao mà trong kinh nó giải thích cái này? Chính cái Phật ngài nói rằng khi mà xuống dưới rồi đó, là chỉ có lớn hiếp nhỏ, mạnh hiếp yếu, chỉ có biết đói ăn khát uống giao phối và phản vệ thôi, không biết gì hết, không biết gì hết, không có biết thiện ác, không có biết phàm thánh sa môn bà la môn luân hồi giải thoát phiền não giác ngộ quan độ, nó không biết gì hết. Nó chỉ biết có đói ăn khát uống, và có những loại nó còn tệ nữa, ví dụ như là mấy cái loài mà vi khuẩn vi trùng, những loài côn trùng yếm quan yếm khí nó còn nản nữa. Yếm quan là sao? Là cả đời nó chỉ sống trong bóng tối. Còn yếm khí là những cái loài nó sống ở những cái chỗ sâu á, không, gần như là không có không khí luôn, gần như là không, gọi là yếm khí, yếm quan là kỳ ánh sáng về nó sợ không khí, nó phải ở chỗ sâu khuất trong lòng đất, sâu thẳm vậy, không có bóng tối, không ánh sáng. Mà xuống đó rồi thì cái cơ hội đi lên là ngàn trùng thầm thầm. Đấy, cho nên với cái tâm niệm đó, cái người thuyết pháp nhớ rằng không khéo đó, từ cái chánh ngữ của người thuyết pháp nó chuyển qua cái khẩu nghiệp bất thiện chỉ trong có một nốt nhạc thôi. Chỉ cần là nhất niệm sanh tâm khởi, nhất niệm phiền não khởi, bách vạn chướng môn khai. Một niệm phiền não trong lúc nói thì nguyên cái chánh ngữ của một cái lẽ ra nó là chánh ngữ nó chuyển sang tài ngữ, lẽ ra nó là quần pháp thì nó chuyển sang là cái con đường đi xuống. Cho nên vị pháp sư tâm niệm là ta giảng như thế nào để ta không làm mất cái quyền lợi của mình và của người khác, thì đó mới gọi là pháp sư.
Và theo Trung Kinh nói, và các vị hỏi kinh nào nhiều lắm, tôi cho các vị cái địa chỉ này. Đó là tương ưng bộ kinh mà cái phẩm gọi là phẩm phẩm Dạ Xoa, phẩm Chư Thiên ấy. Trong đó có nói rất nhiều và rất nhiều quý vị tỷ kheo sống trong rừng thuyết pháp tụng kinh Chư Thiên nghe được. Chư Thiên nghe được, mà có nhiều khi họ hiện ra cho mình thấy, có nhiều khi họ không có hiện ra mà họ thấy mình, mà mình thấy họ. Có rất nhiều và rất nhiều người thành Đức Phật, có những vị tỳ kheo, trong đó có những vị thánh như ngài Ananda. Có lần nói nghe nửa khuya ngài tụng mời kinh Parayana, Chư Thiên nghe, họ nghe họ thích, họ ngừng lại nghe pháp. Rồi có một lần đó, một bà đại thí chủ của Đức Phật mà nửa đêm mà dậy, bà cũng tụng bài kinh, bài kinh Parayana, bài kinh đó lẽ ra rồi là tôi đã đưa vào ở trong nhật tụng rồi, nhưng mà tôi ngán quá đi, bởi vì cái bài kinh nó nội dung nó sâu đến mức mà ngài Sa La Phất ngài giải thích từng chữ một, mà bây giờ mình đưa vô ở trong Kalama là con hiểu là hiểu cái kiểu gì. À, nguyên cái bài kinh nó sâu. Hoặc là Lục Đại Chân Ngôn, Lục Đại Chân Kinh là sáu bài kinh mà Đức Phật thuyết giảng cho sáu cơ tánh, mỗi chữ trong đó đều được ngài 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 Sa La Phất, ngài Cách Chi Chana và ngài Punaniput Punamantaniputta ngài giải thích rất rõ, chỉ thích từng chữ, mà bây giờ mình đưa vào trong đó là chết không? Cho nên là thôi bà con chẳng hẹn kiếp sau. Thì một cái vị pháp sư phải luôn luôn ghi nhớ những cái điều tâm niệm đó đó, để cho cái pháp thoại của mình nó trở thành là một cái quà tặng cho chúng sinh, nó là một cái dấu vết xứng đáng của Đức Như Lai để lại cho cuộc đời này. Còn không thì mình chỉ phóng uế, mình chỉ vấy bẩn cái trần gian này thôi. Này, ok, chúc các vị một ngày vui và hẹn lại quý vị tuần sau. Dạ, chúng con tri ân sư, hẹn sư vào tuần sau ạ. Dạ, con chào sư. Dạ, gặp ông cuối năm. Dạ, con chào sư. Dạ, rồi hồi nãy Như Nhân cũng đã đưa thông tin cho quý vị đó, thì sư cũng có cho Nhân và ban tổ chức của Úc, lớp Úc Châu đó, là sẽ có một cái lớp khoảng mười mấy ngày tại Thụy Sĩ vào tháng 11, Nhân cho quý vị biết và để quý vị tranh thủ thời gian, và quý vị phải cho Nhân biết sớm nha, để mà Nhân lo các thủ tục và nơi ăn ở cho quý vị trong cái khóa học đó. Rồi, Nhân và anh Kiên xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong tuần sau. Xin cảm ơn quý vị. Dạ, con cảm ơn quý vị. Dạ, bye anh Kiên.